Tiếp đồ tài đi. Em phải xích ở cái chân rộng. Làm này được không? Cái này cho đến cái trụ này thôi. Down. Yeah. Kéo này nhá. Cuốn rồi dài quá, câu không phải là hảo nữa. đẩy tới làm thế này không? Có phèn thì có cái nặng lắm. Cái nặng cái chắc. Giảm quá. Cắt cái đầu đi gì. Này quá. Rồi. Cái thôi cái thò được mà. Tông thì có để ngoài. Hả? Hãy subscribe cho kênh Nhinh Farm Life để không bỏ lỡ Here, when you look at me. Cái này phải làm lại. Cái này phải xếp vào cái đó. Cái này cho con ngồi. Cái đó bằng chết để mình nó theo chừng này. Chéo này. Cái này. Okay. Ủa rồi. Rồi rồi. Hãy subscribe cho kênh Nhinh Farm Life để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúng cho nó có sâu không? Cái này cắt cái cây này đi về. Ôi, lọt.